lên quanh 2 tỷ đồng. Đây là chiếc nhẫn chị Lân vừa hoàn thiện dựa trên ý tưởng của khách hàng kết hợp với chị Lân, tạo ra một siêu phẩm trang sức cao cấp luxury. Chiếc nhẫn kết hợp với hai thương hiệu rất nổi tiếng xa xỉ, đó là Vetu và Rolex. Hai thương hiệu này được đưa vào trên chiếc nhẫn này, đó chính là chỗ này. Hai bên này là biểu tượng logo của thương hiệu Vetu, và ở trên chính diện này, vòng tròn ngoài này thiết kế như vành bezel trên đồng hồ Rolex chính hãng, vành khía chải tia. Hai thương hiệu này nằm trong top những sản phẩm cao cấp luxury như là điện thoại và đồng hồ. Thì đây, với công nghệ nén vàng không bọt không sớt hội ngoại, và đây là vàng nguyên khối nên là rất nặng. Ví dụ như những sợi dây chuyền của Hermès rất nặng và công nghệ nén vàng rất kỹ, rất chắc. Thì đây cũng là công nghệ máy móc hiện đại chuyên nghiệp để dành cho sản xuất về trang sức cao cấp châu Âu, với một số thành phần để cho vàng này cứng và hội ngoại nên ra được cái màu hồng logo AU750 như thế này. Vì công nghệ nén vàng không xốp không bọt và kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên sâu dành cho thời trang trang sức cao cấp, thì tư duy và tiêu chí cũng sẽ phải khác biệt, nên là chất lượng cho sản phẩm này sẽ trở nên tuyệt vời nhất. Chiếc nhẫn này thì thiết kế theo logo của Vetu, và xen kẽ giữa những cái logo này là những viên kim cương Bergès tuyển chọn với những cái thông số đẹp nhất về đồ sạch, đồ đẹp. Đối xứng hai bên, đối xứng các viên đồng nhất với nhau về kích thước. Miễn sao chọn được những viên kim cương đẹp nhất để đưa vào chiếc nhẫn này, để cho chiếc nhẫn này trở nên đẳng cấp sang trọng thượng lưu nhất. Và đặc biệt ở cái vành tròn ở trên này được thiết kế như vành bezel của đồng hồ Rolex chính hãng, với khía chải tia, công nghệ máy móc chuyên nghiệp để mà làm ra được cái này chứ không phải làm tay. Cho nên là khi chúng ta nhìn vào thấy chỗ này, dù cái vành tròn này không phải là kim cương nhưng mà lấp lánh chiếu và không thua gì kim cương cả, bởi vì những cái khía này là những khía chải máy đặc biệt của Kỳ Lân. Và trong vòng tròn khía chải tia theo như vòng bezel của đồng hồ Rolex này thì có một vòng tròn nhỏ gồm những viên kim cương nhỏ. Tất cả những viên kim cương này được tuyển chọn đồng nhất với nhau về kích thước, đồ sạch, đồ đẹp hết, để kết hợp với vành tròn chải tia này hỗ trợ đẩy lên cái sự lấp lánh cho cái viên kim cương chủ này, và tạo cho nhãn quan khi chúng ta nhìn vào sẽ hình dung được viên kim cương này hiện tại là 9.5 ly nè, nhưng mà mình hình dung là cái viên này phải trên 10 ly, bởi vì nhờ vào cái vành tròn chải tia, vành khía này cũng như là cái vòng tròn bên trong này để cho chúng ta nhìn vào thấy cái viên kim cương này to hơn cái giá trị thật của nó. Và chiếc nhẫn này là Kỳ Lân thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, dựa trên ý tưởng của khách hàng kết hợp với Kỳ Lân. Thì yêu cầu là làm viên chủ 9.5 ly, nên là Kỳ Lân chọn cho khách có một viên 9.5 ly nước ép với những thông số đồ sạch, đồ đẹp tuyển chọn hết, từng giác cách, quỳnh quang, chiều cao của viên kim cương, mặt bàn, độ rộng, tất cả thông số này là điện tuyển chọn đẹp rồi. Và nếu như quý khách muốn sở hữu những chiếc nhẫn như thế này thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ tư vấn từng nguyên chủ từ 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.5, vân vân. Vì phụ thuộc vào giá trị của viên kim cương chủ này cho nên giá thành của chiếc nhẫn này sẽ hoàn toàn khác nhau. Những viên tuyển chọn trong phân khúc, trừ trường hợp một số khách yêu cầu để cho to mà cần theo mục đích của mình thì Kỳ Lân sẽ tư vấn, nhưng mà thường những viên Kỳ Lân tuyển chọn phục vụ chủ khách nằm trong nhóm 1 và nhóm 2, nhóm 1 DEF, nhóm 2 GHEZ. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tháo chiếc nhẫn mình ra để đeo chiếc nhẫn Vetu Rolex này vào, để cho khách hình dung được là đẹp như thế nào và sang trọng đẳng cấp thượng lưu như thế nào. Chiếc nhẫn này bình thường mình đeo đơn như thế này một chiếc nhẫn cũng được, hoặc là mình đeo với chiếc lắc tay như thế này cũng tuyệt vời. Còn nếu như khách nào đang sở hữu chiếc điện thoại Vetu hoặc là đồng hồ Rolex, một trong hai cái đó hoặc là cả hai luôn, thì đeo với chiếc nhẫn này kết hợp là tuyệt vời. Ví dụ như đây, Kỳ Lân đang đeo chiếc đồng hồ Rolex bằng thép này. Vậy thì Kỳ Lân sẽ làm một chiếc nhẫn này y chang như vậy luôn, mẫu này nhưng mà phiên bản bằng vàng trắng AU750 để phù hợp với đồng hồ màu này. Còn nếu như mình đeo chiếc đồng hồ vàng vàng thì mình sẽ kết hợp với chiếc nhẫn này nhưng màu vàng vàng. Còn nếu như mà mình đang đeo chiếc đồng hồ vàng hồng thế này thì mình sẽ làm chiếc nhẫn vàng hồng này, màu này luôn. Phụ thuộc vào viên kim chủ này, này 9.5 ly nước ép lặn, đồ sạch đẹp hết nên là viên này giá trị cao. Nếu như mà mình chọn tầm cỡ 6.3 thì lên quanh trên 200 triệu, hoặc là 7.2 thì lên quanh trên 300 triệu, và 8.1 thì lên quanh trên 600 triệu, vân vân. Tùy vào độ sạch, tùy vào cái viên kim cương có đẹp hay xấu thì giá trị sẽ khác nhau nhé. Và tương tự, nếu như quý khách muốn những sản phẩm trang sức đúng nghĩa theo từ Bitbox, như là cá nhân hóa từng sản phẩm theo từng yêu cầu của từng thị khách hàng, handmade sản phẩm cho quý khách đúng logo, thương hiệu hay là bất kỳ biểu tượng, biểu trưng ý tưởng gì từ quý khách, hoặc là quý khách muốn làm cái gì đó thì đưa ý tưởng cho Kỳ Lân. Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác trang sức cao cấp theo yêu cầu của tất cả quý khách. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc nhẫn Vetu Rolex lên quanh 2 tỷ đồng đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng kính mời tất cả quý follow đăng ký kênh của Kỳ Lân để mà theo dõi nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu mà Kỳ Lân sẽ review trong thời gian sắp tới. Kỳ Lân thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng đẳng cấp thượng lưu.